ghi bàn và tỏa sáng ở trận chung kết tại Berlin, đem chức vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử về cho nước Anh. Qua đó vượt mặt tất cả các ứng viên còn lại cho cuộc đua đang diễn ra vô cùng khó lường. Đó là cách duy nhất và cũng là thuyết phục nhất để Jude Bellingham đường đường chính chính giành quả bóng vàng 2024. Nhìn vào cục diện hiện tại, Bellingham có vẻ là người sáng cửa nhất. Trên thực tế, mỗi ứng viên đều đang gặp phải những vấn đề của riêng mình. Thậm chí trong trường hợp anh vô địch Euro 2024 mà cậu bé mờ nhạt ở trận chung kết, chuyện sau mà 21 tuổi chiến thắng cũng có thể thổi bùng tranh cãi. Vinicius Junior vẫn đang ở đó, Rodri cũng xứng đáng nếu Tây Ban Nha lên ngôi, và thậm chí là cả anh già Lionel Messi cũng có thể góp mặt một khi Argentina vô địch Copa America. Sau kỷ nguyên hai cực của Rossi, cầu bóng vàng 2024 mới chính xác là một cuộc đua, một cuộc bầu chọn đúng nghĩa với tính chất quan trọng nhất là sự khó đoán về ai sẽ là người có khả năng cao nhất để trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Ngay sau đây, hãy cùng tôi, biên tập viên Mai Anh Tài đi tìm câu trả lời. Nhìn lại hành trình của tuyển Anh tại Euro năm nay, một trong những cái tên nổi bật nhất chắc chắn phải là Bellingham. Nhưng để trả lời cho câu hỏi Bellingham đã chơi thuyết phục hay chưa sẽ là gượng gạo nếu dõng dạc nói là có. Ngoài hai bàn thắng mang tính chất giải cứu, cậu bé hầu như im hơi lặng tiếng toàn tập. Những đóng góp vào lối chơi chung của Sao Mai 21 tuổi chưa thể hiện đúng với khả năng của một ứng viên đua tranh quả bóng vàng. Nhưng khi đặt bên cạnh những đối thủ cạnh tranh như là Vinicius, những người cũng chưa đem tới bộ mặt thuyết phục, thì Bellingham lại là cái tên nhỉnh hơn. Đó chính là sự khó đoán của đường đua Ballon d'Or năm nay. Không có ai thực sự bứt lên hẳn, mà khi tất cả nhìn vào đều phải gật gù là khả năng tạo ra những khoảnh khắc định đoạt. Cú ngã bàn đèn vào lưới Slovakia sẽ còn được xem đi xem lại rất nhiều nếu đội tuyển Anh trở thành nhà vô địch của Euro năm nay. Cú đánh đầu tung lưới Xhaka cũng là khoảnh khắc Bellingham trực tiếp đem về 3 điểm ngày ra quân cho Tam Sư. Khoảnh khắc ngôi sao, nói nôm na là tỏa sáng cá nhân, luôn là một trong những tiêu chí quan trọng của quả bóng vàng. Nhưng vấn đề của Bellingham là ngoài phẩm chất đó, màn trình diễn tổng thể của ngôi sao 21 tuổi đang chưa đủ thuyết phục. Trên nước Đức, về cơ bản thì cậu bé chỉ làm tốt khi không có bóng, tích cực chạy chỗ và gây ấn tượng bởi cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Còn khi có bóng trong chân thì dù chơi ở vị trí số 10, nhưng Bellingham hiếm khi có những pha qua người, kiến tạo hay là tạo ra đột biến cho tuyển Anh. Trước Hà Lan tại bán kết, Kobbie Mainoo, Phil Foden là những người chơi hay nhất của Tam Sư. Thậm chí hai trường hợp vào sân từ phút 80 là Ollie Watkins và Cole Palmer cũng gây ấn tượng cực mạnh. Ở tứ kết, cái tên xuất sắc nhất gọi tên Bukayo Saka. Thậm chí tại vòng 1-8, Bellingham cũng không phải là ngôi sao sáng nhất. Bởi ngoài cú ngả bàn đèn vào đúng phút cuối, những gì cậu bé để lại trong lối chơi tuyển Anh là vô cùng nhạt nhòa. Hình ảnh thiếu sự bứt phá đó thực tế đã diễn ra xuyên suốt ở vòng knockout Champions League mùa giải vừa qua. Ngôi sao người Anh không để lại bất cứ dấu ấn nào trong hành trình lịch sử của Real. Nhưng điểm cộng không hề nhỏ của Bellingham là màn ra mắt cực kỳ ấn tượng ở La Liga. Ngay trong mùa giải chân ướt chân ráo cập bến Santiago Bernabeu, ở cái tuổi 20, Bellingham đã ghi đến 19 bàn và có 6 kiến tạo. Nên nhớ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa trước là của Bellingham, chứ không phải là Vinicius. Do khoác chung màu áo câu lạc bộ nên cho đến lúc này, cậu bé và Vini đang cân bằng về số danh hiệu đã đạt được với Champions League và La Liga. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng nhất sẽ đến sau ngày 15 tháng 7 nếu Bellingham cùng tuyển Anh vô địch Euro 2024. Khi đó, ngôi sao 21 tuổi sẽ là ứng viên duy nhất trong cuộc đua quả bóng vàng có đủ 3 danh hiệu, bao gồm Champions League, Cúp Quốc nội và Cúp với đội tuyển quốc gia. Không cần bùng nổ trong cả 3 mặt trận, mà chỉ cần có những đóng góp chấp nhận được, Bellingham đã trở thành cái tên sáng cửa nhất. Vinicius đã rực sáng tại Champions League, nhưng ở Copa America thực sự là một thảm họa. Brazil của Anh đã bị loại ngay từ tứ kết, xách vali về nước giữa làn sóng chỉ trích kịch liệt từ người hâm mộ. Bản thân dù được kỳ vọng rất nhiều là niềm hy vọng số 1 của hàng công Seleção tranh tài ở nước Mỹ, nhưng Vinicius đã không hề thể hiện được vai trò đầu tàu đó. Vậy nên rất nhanh chóng, ngôi sao 23 tuổi bị lụi bại trong cuộc đua của bóng vàng. Những lợi thế mà Vini có được sau hành trình rực sáng tại Champions League bỗng chốc trở nên nhạt nhòa trong mắt nhiều người. Nếu cái kết buồn xảy ra với chàng trai này ở Ballon d'Or năm nay, nó sẽ là một sự tiếc nuối lớn. Bởi ngay sau khi mùa giải câu lạc bộ khép lại, Vinicius là người dẫn đầu chứ chẳng phải là ai khác. Không khó để nhận ra rằng Bellingham là nhân tố vượt lên vào lúc này và sẽ còn tăng tốc nhiều hơn nữa nếu giúp tuyển Anh đưa bóng đá trở về nhà. Tất nhiên đó chỉ là khi Bellingham ghi được bàn thắng hay là tỏa sáng trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Bằng không, trong trường hợp Tam Sư vô địch mà cậu bé vẫn nhạt nhòa,
chuyện ngôi sao 21 tuổi giành quả bóng vàng sẽ xảy ra rất nhiều tranh cãi. Trong chiều ngược lại, nếu ngôi vương thuộc về Tây Ban Nha, cuộc đua sẽ lại xuất hiện thêm một ứng viên tiềm năng nữa mang tên Rodri. Trong hành trình của La Roja cho đến lúc này, Lamine Yamal rõ ràng là cái tên chiếm spotlight nhiều nhất. Nhưng nếu để hỏi ai là người quan trọng nhất với huấn luyện viên Luis de la Fuente, câu trả lời phải là Rodri. Thầm lặng nhưng đẳng cấp, không hào nhoáng nhưng vô cùng xuất sắc, Rodri chính là trái tim duy trì sự sống cho cơ thể Tây Ban Nha. Thậm chí khi La Roja rơi vào thế bị dẫn trước từ rất sớm ở vòng 1/8, chính Rodri cũng là người cứu nguy với bàn thắng quý giá. Sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất được tiền vệ 28 tuổi duy trì từ màu áo Man City ở mùa giải vừa qua cho đến Euro 2024 với Tây Ban Nha. Đó cũng chính là điểm tạo ra lợi thế cho Rodri khi đặt bên cạnh hai ứng viên là Bellingham và Vinicius. Khi không có ai thực sự nổi trội hơn hẳn, phong độ ổn định được ngôi sao 28 tuổi duy trì xuyên suốt một năm qua rõ ràng là một điểm cộng. Một khi Tây Ban Nha trở thành nhà tân vương của Euro, Rodri hoàn toàn xứng đáng là người chiến thắng của bóng vàng. Bất lợi lớn nhất của Rodri là việc anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vốn không có quá nhiều hào quang như những ngôi sao tấn công. Từ tận bên kia bờ Đại Tây Dương, dù có phần hơi gượng gạo, nhưng ta cũng không thể bỏ qua được sự hiện diện của Lionel Messi. Sau khi hoàn tất bộ sưu tập 8 quả bóng vàng chói lọi, tất cả nghĩ rằng đã đến lúc Leo nghỉ ngơi và nhường lại sân khấu cho các đàn em. Siêu sao 37 tuổi đã nhận cúp mỏi tay lắm rồi, và gần như không còn màng đến những danh hiệu cá nhân ngoài kia. Tuy vậy, khi những ngôi sao của thế hệ mới đều đang gặp những trục trặc riêng, anh già một lần nữa lại được réo tên. Bên cạnh một bàn thắng và một kiến tạo, Messi chính là người tạo nên nhiều cơ hội ngon ăn nhất cho đồng đội ở Copa America năm nay. Nếu Argentina đánh bại Colombia để lên ngôi vô địch, El Pulga chắc chắn sẽ là nhân vật được nhắc đến rất nhiều trên các mặt báo. Chính tiêu chuẩn mà anh và Ronaldo tạo ra đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của số đông. Gần hai thập kỷ đua tranh khốc liệt của Rossi khiến nhiều người tưởng rằng cứ phải ghi 50-60 bàn mỗi mùa mới đủ sức giành quả bóng vàng, phải liên tục tạo ra những khoảnh khắc điên rồ mới là kẻ xuất sắc. Messi và Ronaldo thuộc về thế giới khác, ở một tầm cao khác mà lịch sử bóng đá chưa bao giờ được chứng kiến một kỷ nguyên tương tự. Vậy nên sẽ có phần khắt khe nếu áp đặt tiêu chuẩn đó cho thế hệ hiện tại. Bellingham, Vinicius, Rodri và cả người đầu hàng trong đường đua của bóng vàng là Mbappe, họ tất nhiên chưa đem tới những màn trình diễn thuyết phục hoàn toàn. Những màn thể hiện mà khi nhìn vào khiến người ta phải ồ lên kinh ngạc. Nhưng họ đã thi đấu rất hay theo cách của riêng mình. Rất khó đoán và gay cấn, cuộc đua của bóng vàng 2024 sẽ còn rất nhiều khúc cua bước ngoặt trong phần còn lại. Bellingham đang vượt lên nhưng chưa chắc chắn. Vinicius đang ở chế độ chờ. Rodri cũng hoàn toàn xứng đáng một khi Tây Ban Nha hái quả ngọt. Và cả tầm ảnh hưởng của Messi đến từ nước Mỹ. Kịch hay còn ở phía trước. Chúng ta hãy cùng chờ xem.